Ông có thích nhiều chuyện không? Có. Tôi kể chuyện cho nghe. Có. Thích lắm đúng không? Có. Nhưng mà không có được mình kiểu mà thích 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 nghe chứ đừng thích thích nhiều chuyện nha. Nghĩa là ông nghe rồi bỏ lỗ tai này cái ra, ông để nó động ngay ở giữa. Cái ông đứng dậy ông đi cái nó lọt ra ngoài kia hết. Đừng có để mà Lộ ra ngoài. lộ ra ngoài, đúng đúng, để tôi kể cho Chuyện nghe mà nha. ghê gớm vậy. Trù, cái chuyện này tôi nói ông mà rầm 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 cả khu xóm này luôn. Tại ông đi chăn bò biết ông không có ở gần khu dân cư đâm ra là ông biết thôi chứ tôi ở gần tôi biết. Vụ gì á? Nhỏ kia ngoại tình đó. Không mà cái chuyện nó bình thường mà, ngoại tình là bình thường chứ đâu. Lớn nào vậy? Vụ bắt đánh ghen. Không luôn. Cái ngoại tình là cái chuyện bình thường. Thứ nhất là dạng như là cái sinh lý nó mạnh. Thứ hai nữa là cái một người gọi là thích ăn phở. Còn cái này không ngoại tình mà không thích ăn phở luôn. Nhưng Đó, mà cái đó cái mới đó ghê, nó gọi là một cái sức chịu đựng mới ghê á. Đó. Hiểu hiểu không? không chưa hiểu vấn đề, không hiểu vấn đề gì, ý là sao? Có nghĩa là cái nhà cái ông kế bên đó mà tính ra à, tại do ổng thôi chứ đâu phải do con đó đâu. Cái ông hay nói gì trâu già thích gặm cỏ non đúng không, Đúng rồi. ăn nhầm thuốc cỏ chết cha trâu già, Đúng rồi. nhưng mà không ăn phải ngầm thuốc cỏ mà trúng rồi thuốc thơm. Tại vì ổng rất là dèo, ổng dèo lắm, nhưng mà con cái là ổng đâm ra ổng đi ăn cỏ non cái bữa đó cái ổng bị dính 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 gọi là dính gì, Dính xương. dính xương, đó gọi là mắc mắc xương ấy Mắc xương. đó, đâm ra là phải rước về nuôi. Chuyện nó còn dài lắm mà tôi kể tóm tắt thôi nha chứ không kể kể dài dòng mất công ông nói nữa. Ngày qua ngày mà đương nhiên con bé đó thì nó là cỏ non, ổng thì trâu già mà hỏi là mình gặm thì một ngày một bữa thôi chứ ông gặm hoài ông sức đâu gặm, Đúng cái rồi. răng đâu gặm. Mà con nhỏ nó cũng nặng, cũng nặng, nó kiên trì mà nó hay lắm thiệt. Chắc nhỏ nó yêu anh ấy bằng tình cảm Đúng rồi, chứ không bằng tình phải là cảm. yêu về tiền bạc và tình dục. Không, Đúng vậy. ban đầu là về tình cảm, về sau này nó mới bước qua tình dục. Tại tôi nghe, tại nhà tôi cái đó cái cách nhau buổi tối thì ông chỉ cần một cái tiếng động nhỏ lên tiếng tôi nghe rồi. Tối hôm qua tôi nghe cái này mới ghê nè. Sao? Tôi nghe mà kiểu như ông này ổng kiểu mà ổng không chịu, ổng nói có mất mất cái mất coi coi gì thì người nó có sức này nọ là người nó có mức độ vừa phải thôi chứ. Ý là cái chốt cốt chuyện đó thôi. Thì thường thường nó 11 12 giờ thì khoảng phạm vi đó chứ nữa con cái nó ngủ rồi mới tới chuyện đó. Ông nói là thì tôi cũng cũng đâu phải là tôi ít đâu, một tuần tôi cũng được 4 5 bữa chứ bộ, mà thì sức tôi cũng có hạn, thì dụ như mọi khi thức trẻ tôi thì được 15 phút, bữa nay thì tôi già cả sức yếu thì còn 10 phút hoặc là 5 phút hoặc 2 phút không chịu. À, thì đúng rồi, một người phụ nữ mà dạng mà ông thà như vậy không làm thì thôi, ông làm tới mức độ mà ngưng 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 chừng ai mà cho bực bội. Rồi. À, ông qua ngồi tâm sự với tôi, ông tôi tưởng ông qua ông kêu là mày qua mày tiếp giùm tao, tôi nghe mừng thấy mẹ luôn. Không, em nghe nói là vợ chồng em hạnh phúc lắm đúng không, ông hỏi câu đó đó. Đúng rồi, vợ chồng tôi có khi nào mà cãi lộn vấn đề gì đâu, không nói chuyện gia đình á là sao anh, nói chuyện chăn gối á. Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm, một tháng tôi được một cái à. Một tháng được là một à. À, nhờ do cái là vợ tôi nó kiểu nó, thay vì 8 giờ thì cho con ngủ đúng không, mà nó ngủ trước 8 giờ rồi con chưa ngủ nó ngủ mất rồi, đâm ra là mình chấp nhận nhịn. Nó giỡn giỡn không, nói là em có cách nào mà chỉ cho anh cái kệ lâu lâu giúp cho vợ nó được thoải mái một bữa thôi cũng được, nghe tội lắm. Thì không mua mấy cái thuốc phẩm chức năng cũng được. Ông ăn hút chức năng ổng cũng dùng rồi nhưng mà dùng thời gian bắt đầu nó chai luôn, Đúng rồi. ông hiểu không. Thà như ông đi gọi là ăn phở đi thì ông bữa nào ông ăn bữa đó cho nó đã đúng không, đáng đúng không. Còn này vợ chồng ăn hoài khi đó nó chai thuốc khi đó ông chết à. Ông nói có cách để giúp ông kìa Có. hả. Cái cách này là không phải là vấn đề là tăng cường sinh lý hay là sinh lý yếu gì hết á. Cái cách này nó giúp cho mọi người là cái trường hợp giống như là mọi người làm nó mệt. Đúng không, ông làm rau mà. Làm mệt mệt là tự nhiên là nó xìu xuống à. Vậy cho nên mà không có sức. Đúng đúng, ông nói vậy nè, trong quá trình hoạt động đúng không, ban đầu nghe hoạt động đã lắm, tự cái hồi nó hết khả năng hoạt động luôn. Tại vì khi mà người đàn ông làm chuyện ấy là ông vận động rất là nhiều. Nên nhiều người yếu người ta vận động một hồi cái là ta mệt. Giống như là anh khỏe là anh chạy vòng 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 anh không thấy mệt, hay là anh khỏe anh cuốc nguyên một sào đất anh không thấy mệt, mà người yếu cuốc còn nữa luôn là ta thấy mệt rồi.
Nhưng mệt thì như là sức đâu mà đã lên nữa, nó xìu ra nữa. Thế cho nên nếu một người vợ tốt thì tốt nhất thì biết chồng như vậy thì thường xuyên mà bồi bổ sức khỏe cho chồng. Đó là cái đầu tiên mà không để nào mà khỏe bằng cái đó, không thuốc nào bằng đó chính là người vợ. Chồng khỏe lại xíu. Đúng. Cái thứ hai chia sẻ một cách rất hay nè. Cái này là giúp mọi người trước khi mọi người mà làm chuyện ấy hay quan hệ, mọi người làm cái này rất là tuyệt vời luôn. Nói ra chắc thời mấy anh em xa xưa chắc nhiều người ta biết chiêu này á. Có thời 7x6x không? 7x6x8x biết, mà thời 2000 không ai biết đâu. 8x tôi 8x. Anh cũng biết luôn, thời của anh cũng biết luôn. Sao tôi không biết? Thời 2000 là anh không biết đâu, tại vì anh khỏe, anh sao anh biết được. Từ trẻ em anh mà yếu là anh sẽ biết rồi. Anh khỏe anh đâu biết được đâu. Đó là một cái chiêu rất hay, đó là bò hút. Anh lấy bò hút. Ép tim đúng không? Ép tim lắm. Chưa xong mà anh lấy thêm sữa đặc nữa. Sữa ông thọ hả? Đúng rồi, sữa ông thọ. Hai cái anh pha với nhau, anh uống tuyệt vời luôn. Không tin anh thử đi. Anh giờ anh uống ép tim, nhưng anh pha với sữa anh uống không ép tim đâu. Không, uống mà hút uống ép tim lắm. Anh cứ thử đi, uống rất là tuyệt vời, rất là ngon. Với lại là anh cảm thấy là sức của anh có chút sức rất là ghê gớm. Để vậy tôi chạy ra mua nó một thử nha. Ok. Cái này chia sẻ mọi người cách rất hay nè. Cái này xa xưa người ta hay dùng, bây giờ ít người biết. Cái này là ngày xưa người ta hay dùng cà phê đen cái gì đó, hay kem đăng cái gì đó. Bây giờ cái này chiêu này nè, bò hút nè với sữa đặc nè. Sữa đặc mà dùng sữa ông thọ hay là sử dụng được mới sữa đặc được rồi. Mọi người cho một lượng cũng nhiều vô, cũng vừa đủ mọi người thôi. Một lon bò hút này mọi người sẽ chia ra thành 3 lần uống á. Một lon bò hút chia thành 3 lần uống. Đúng rồi. Đồ mà uống này giống tiểu đường luôn á. Rồi mọi người sẽ pha vô. Chia làm 3 đúng không? Chia làm 3 vô. Mọi người thích uống đá thì mọi người pha cho đá vô. 30 độ vô. Làm 3. Khuấy lên đúng không? Ừ. Bỏ đá vô không? Anh khuấy rồi bỏ đá, khuấy cho tan rồi bỏ đá. Ê mà uống đau bụng không ạ? Không, uống không đau bụng đâu. Uống này nó ngon lắm. Ngon với thơm. Tuyệt vời luôn. Ít rồi là đúng. Anh cứ cho thêm vô, cho thoải mái. Ngày xưa thì người ta hay dùng sữa soda trứng gà. Cái này nó cũng trong nửa soda trứng gà chứ không phải dần vừa đâu. Uống vô cái là hùng hục như câu, yếu cỡ mấy cũng phải vực dậy. Nếu mà uống mà khỏe, ông uống bà khen là quốc à. Ừ. Nhưng mà nói mọi người thì mình uống điều độ thôi. Một tuần uống 2-3 lần được rồi, đừng uống nhiều. À, rồi bỏ đá vô đúng không? Ừ. Mọi người lạm dụng nhiều cũng không có tốt. Đó, hồi được 1 ly. Đau bụng thấy bà luôn nha. Không có đâu. Cái này một tuần mọi người uống 2-3 lần được rồi mọi người. Cũng không khuyên mọi người quá lạm dụng vào cái này nha. Cái này nó rất là hiệu quả luôn, nhưng mà mọi người đừng có lạm dụng vô. Lạm dụng vô người uống thì phải hồi uống vô, lắm vô là bị tiểu đường lại khổ nữa. Tôi hiểu rồi, uống cái này vô thứ nhất giúp cho con người nó sảng khoái. Ừ. Sảng khoái. Ừ. Mà cái sảng con người nó sảng khoái thì cái chuyện gì không tới, làm cái gì cũng được đúng không? Cảm thấy có thêm chút sức lực. Nói chung là uống cái này nó tăng độ bền cho mọi người á. Không phải là vấn đề yếu sinh lý mà vừa là mọi người quan hệ mọi người nhanh mệt á, mọi người uống vô mọi người cảm thấy là có thêm một chút sức nữa, mọi người uống nó dễ, nghĩa là nhanh mệt lại là mau đi bụng. Ừ. Thử coi cái vị nó sao này, không có nghe bò hút nặng. Ừ. Nè bò hút ông nghe vô là nghe nặng. Ừ. Liền còn này nó giống như là sữa chua á. Ừ. À, y chát luôn á. Với lại cái này là thức uống rất là ngon luôn á. Đây. Ngon mà. Ngon lắm. Ừ. Chứ không phải kiểu như ông uống mà hút mà đưa cho đâu. Ừ. Rồi xong. Kiểu này mày chết với tao rồi. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Đó, chia sẻ cho anh vậy thôi. Nhớ mà em nói với anh là anh đừng quá lạm dụng nha. Một tuần chỉ 2-3 lần thôi. Đừng có uống một tuần 7 ngày trên 7 ngày, 30 trên 30 ngày là muốn đi khám tiểu đường, ráng mà chịu, không đừng đổ thừa cho em đó. Cái này ông uống gọi là mà thay vì ông uống bò hút đúng không? Ừ. Ông quậy thêm này uống nè, tôi nói ngon cực kỳ. Ừ. Ngon lắm. Nó vừa là thức uống ngon. Ừ. Vừa là giúp mọi người là tăng thêm cái sức, vấn đề trong liên quan sinh lý á. Nên hôm nay vậy cho dễ. Rồi là trước khi quan hệ tầm 20-30 phút á, nốc một ly này vô. Rồi là mọi người thấy kết quả. Vậy thôi. Cái này là cha ông ngày xưa ta áp dụng rồi, cái này là thực tế 100%. Nó ngăn ngửa cà phê đen luôn, nó sợ hơn cà phê đen luôn. Nó sợ còn hơn soda trứng gà nữa. Tăng lực mà hai con bò cùng với nhau mà. Làm sao mà ai mà chơi lại được. Ê. Đúng là hai con bò cùng với nhau luôn á. Uống vô là hai con bò cùng với nhau luôn. Ê. Hả? Vậy là mình cứ chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị đúng không? Ừ. Là mình hoạt động trước cái này đi. Đúng rồi. 10, 20 phút, nửa tiếng này. Để cho nó ngấm trong người đó.
cho nửa tiếng đi. Ừ. Rồi bắt đầu đi bà hút. Đụng mà đừng nói đang đụng. Tôi nói nhiều cái trường hợp tôi thấy. Tôi nhớ một cái vụ này là mới gọi là đời tôi dính luôn. Tôi dính nè. Thời gian đó là hai chồng tôi mới cưới. Ao ước rất có con. Đó, bắt đầu đi khám rồi tôi là dạng hiếm muộn mà. Cái đi khám xong hết này nọ, cái bác sĩ cho gọi là bác sĩ gọi là đông y á, cho tôi một viên thuốc mà gọi là viên thuốc mà gọi là giúp cho mình hưng phấn mà lại mình gọi là sung lên á. Tôi nói là giữa khóc giữa cười tôi không biết làm gì sao luôn. Cái viên đó khi mà bác sĩ dặn là hoạt động ông phải nhai gọi là thuốc bắc mà. Ông nhai viên thuốc đó vô trước nửa tiếng khi hoạt động. Tôi nằm với giọng bắt đầu tôi nhai vô rồi tôi nói vợ tôi là nửa tiếng nữa em nha, là nó giúp cho mình cương cứng lại để nó bắn tinh trùng nó mạnh á. Đó, tôi nói là nhai được nửa tiếng bắt đầu tôi nằm đó đúng cỡ 25 phút bắt đầu tôi lên trên phòng. Tôi nói là vợ tôi ngáy phò vậy chưa, chẳng lẽ bây giờ ông kéo đầu vừa vậy, mà trong khi đó cây súng của tôi nó cứng hơn là cây sắt. Em mà đặc biệt cái đó là nó không phải ra mới được nó mới xuống nha, chứ không nó xuống đâu. Không, cái này không phải thuốc đó, cái này là cứ thoải mái, cái này là giúp cho anh thêm sức hưng phấn. Em thì luôn, anh uống trước đó tầm 20 phút đến 30 phút anh đi hút là ok rồi. Hút đúng không? Bỏ hút mà, anh uống như phải anh đi hút. Anh không hút không được. Phải hút, không hút là anh dạo dược trong người. Chứ xưa ra tôi thấy nhiều vợ chồng á, tôi thấy anh hút hoài mà tôi thấy khi nào anh hút được cái gì đâu. Cho nên bây giờ mình mới, đó là anh hút chưa có thêm trợ lực. Bây giờ có hai con bò hút vô anh mà. Ok, anh có dùng thử đây, cái này tuyệt vời luôn á. Cho nên cái bật chuông, hẹn lúc sau nha.